Dạ xin chào quý anh chị và các bạn. Kênh Bếp Việt hôm nay quay lại với một món ăn rất là thanh đạm luôn các bạn. Món ăn quen thuộc khoai lang. Hôm nay mình sẽ nướng khoai lang nhưng mà sẽ nướng với một ít phô mai. Mình sẽ làm món khoai lang đúc lò với phô mai. Các bạn cùng vào bếp với kênh Bếp Việt nhé. Trước tiên mình sẽ cắt khoai lang ra, cắt một lát nhỏ. Các bạn cắt một lát vậy nè. Cẩn thận nó hơi cứng. Để xíu mình lấy ra cho dễ. Rồi mình cắt khoảng chừng vạt cái mặt một xíu các bạn, chứ không nhiều lắm. Cái phần này các bạn đừng bỏ nha, xíu mình sẽ làm món chiên. Rồi ở đây mình có hai củ khoai lang mình mới vừa cắt cái phần phía trên ha. Đây là khoai lang giống Nhật. Rồi giờ mình sẽ cho hai củ khoai lang này vào trong nồi hấp chín, hấp vừa chín tới thôi nha các bạn. Các bạn để vào trong nồi áp suất để hấp cho nó nhanh. Rồi mình hấp khoảng chừng 15 đến 20 phút gì đó cho khoai vừa chín tới, mình sẽ lấy ra và bắt đầu mình sẽ đút lò với phô mai. Rồi cả nhà ơi, khoai mình hấp 20 phút đã chín rồi đó các bạn. Mình lấy khoai ra ha, mình hấp khoai vừa chín tới thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gói cái củ khoai lang ở trong tờ giấy bạc nha. Bây giờ nóng quá. Đây mình cứ để lên vậy nè. Nên các bạn gói lại. Mình chừa cái mép lại chỗ hồi nãy mà mình làm cái vỏ mà mình bạc ra đó. Rồi mình gói lại vậy nè. Các bạn thích gói hình gì cũng được, tùy mình. Sao mà mình thấy đẹp, thấy thích thì thôi. Giữ lại vậy nè, để cho củ khoai thêm một xíu khi mà mình đút lò đó. Có phần phô mai nữa, nó không có bị bể ra. Rồi tiếp tục củ thứ hai. Khoai lang là một trong những món ăn vừa bình dân vừa dễ ăn đó các bạn. Ai cũng thích ăn khoai lang. Và hôm nay mình chọn làm đó là khoai lang giống Nhật, được trồng ở Việt Nam. Rồi giờ mình sẽ lấy cái phần ruột ra nha. Lấy một phần của phần ruột khoai lang, mình không nhất thiết phải lấy hết. Khoai lang rất là bột. Với cái món này các bạn dùng khoai lang bột gì nè sẽ ngon hơn. Các bạn đừng dùng khoai lang mật, tại vì khoai lang mật á, nó tuy rằng nó ngọt nhưng mà nó ướt các bạn. Mình làm món này nó không có ngon bằng mình dùng khoai lang bột ha. Và khoai lang tím hoặc là khoai lang sữa màu trắng á các bạn. Rồi. Rồi các bạn, phần khoai lang mình đã vừa lấy ra đó, mình sẽ dầm ra nha. Các bạn không cần dầm mịn quá hay nhuyễn quá, hơi hơi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ rắc lên đây khoảng 2 muỗng phô mai. Đây các bạn, khoảng 2 muỗng phô mai. Cũng vừa thôi, mình không có làm nhiều quá, nó sẽ đầy. Cho vào đây một chút xíu bột. Các bạn dùng bột bắp để kết dính lại ha. Sau đó thì mình trộn đều. Rồi giờ này nếu mà bạn nào thích vị ngọt á, mình có thể cho thêm vào đây một ít đường. Còn nếu không thì thôi, mình chỉ như vậy là được rồi. Thì chút xíu các bạn sẽ ăn kèm với mật ong, hoặc là mình sẽ ăn vậy thôi, tùy theo cái khẩu vị của mình. Mình sẽ trộn vào đây một xíu bột bắp vậy nè, để bột khoai lang và phô mai nó được kết dính lại khi mà mình đút lò mình nướng lên. Rồi giờ thì mình tiếp tục mình cho ngược trở lại vào trong cái khoai lang, ruột khoai lang hồi nãy mà mình mới vừa lấy ra đó nha. À, các bạn cho vào, bạn ấn xuống cho nó dẻ lại. Mình cho phô mai bào vào á, khi mà mình làm gì nè, cái vị mùi thơm rất là thơm. Rồi, ruột khoai lang còn lại. Bình thường thì mình sẽ cho khoai lang hẳn vào trong lò vi sóng,
hoặc là xin lỗi lò nướng mình nướng lên ha. Mình hôm nay mình sẽ trộn một chút xíu phô mai, một chút xíu bột vào đây, khi mình ăn sẽ có một cái vị khác khác là lạ, thơm béo của phô mai, ngọt nhẹ của khoai lang và dẻo kết dính lại của phần bột bắp đó các bạn, cũng rất là hấp dẫn. Và mình sẽ ăn kèm với mật ong, hoặc là mình ăn kèm với đường, hoặc là mình chỉ dùng như thế này nếu bạn nào không thích ngọt. Rồi mình sẽ phủ lên phía trên của khoai lang một lớp phô mai vừa phải thôi ha các bạn. Khi mà mình đút lò thì phần phô mai này nó sẽ cháy xém cạnh, thấy ra rất là hấp dẫn, giống như là một món pizza chay á các bạn, bằng củ khoai lang, bằng bột khoai lang. Mang mình đút lò trong lò nướng, lò chiên không dầu nha. Đây đã chuẩn bị xong, giờ mình sẽ đi đút lò và đó là sẽ thành thành phẩm của khoai lang đút lò với phô mai. Rồi các bạn, mình bật lò lên, sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái lò mình nướng. Các bạn có thể để vào trong cái hộp hoặc là mình để trực tiếp vào vậy luôn, tùy theo cái nồi của bạn to hay bé bạn cân đối nha. Khoai mình hấp chín rồi, giờ mình chỉ cần nướng lại lần nữa cho phô mai cháy xém cạnh vàng ươm ở bên trong, nó vừa chín tới thêm cái phần phô mai bên trong nóng chảy ra là được rồi các bạn. Rồi giờ mình sẽ đút vào lọ. Rồi các bạn chỉnh 180, rồi mình chọn chức năng nha, giống như mình nướng đùi gà đó, nhưng mà mình sẽ nướng chức năng nhanh. Rồi mình tăng nhiệt độ lên 180, mình nướng nhanh và mình tăng thời gian, giảm thời gian xuống khoảng 5 phút thôi các bạn. Tại vì khoai á mình hấp chín rồi, giờ mình sẽ làm cho cái phần phô mai bên trong của khoai chảy ra, phần phô mai bên ngoài cháy xém cạnh là vừa. 5 phút sau mình sẽ có món khoai lang đút lò với phô mai bằng nồi chiên không dầu, thật là tuyệt vời. Xong rồi cả nhà ơi, sau 5 phút wow của khoai lang của mình, miếng phô mai nó chảy ra, nó hơi xém xém cạnh xíu. Khoai lang bên trong vừa chín, khoai lang chín rồi, cái bơ, cái phô mai bên trong chảy ra, phủ lớp phô mai phủ bên ngoài vừa cháy xém cạnh. Đây là món khoai lang đút lò với phô mai bằng nồi chiên không dầu. Các bạn sẽ dùng kèm với mật ong hoặc đường, hoặc là mình dùng như vậy là được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Biết Việc Official. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nhé. Bye bye. Thưởng thức món khoai lang đút lò thôi nào. Phô mai ở phía trên nè, ở trong của khoai lang vẫn còn phô mai. Mình sẽ dùng với mật ong hoặc là mình ăn như thế này là rất là ngon rồi các bạn. Đúng rồi, nếu mình thích ngọt. Mình làm, mình lấy thêm lần nữa nha. Ôi, phô mai nó kéo nè, nó rơi. Bột khoai lang thành món khoai lang đút lò với phô mai, thơm mùi phô mai. Rồi con chấm mật ong luôn hả? Dạ. Thôi bye bye cả nhà, chúc các bạn thành công với món khoai lang đút lò với phô mai nha.